Xin giới thiệu với các bạn là một cái dòng máy 125, 130. Máy này thì có thể gọi là máy 130. Tuy nhiên cũng có thể gọi là máy 125. Bởi vì trên máy thì nó ghi là 130, nhưng trên lòng xi lanh thì nó ghi là 124. Đây là 124 này. Đấy. Còn trên cái vỏ máy thì nó ghi là ngoài này, danh nghĩa là 130, máy Yangxin. Đấy. Máy Insiang, đúng tên của nó là máy thế. Máy này thì thuộc là dòng máy cũng có thương hiệu của bên Trung Quốc rồi. Chỉ sau dòng Lifan và dòng Zhongsheng. Một chút thôi, một chút thôi nhé, không nhiều các bạn. Đấy. Giá của nó thì không chênh nhau là bao nhiêu đâu. Máy này là máy côn tự động. Cái máy này thì có thể lắp thay vào những cái dòng Zimway đều được. Đấy. Đây, dòng rất là nhìn rất chất lượng, thương hiệu, có các chứng chỉ đồng hoàng. Đấy, hướng dẫn máy thì đi kèm này, gioăng các thứ này, cổ bô, cổ chế này, chế này và cần đạp này, cần khởi động này. Đấy. Đây là các cái chứng chỉ về chất lượng này, này. Đấy. Chứng chỉ xuất xưởng, chứng chỉ về chất lượng, nói chung là dòng máy thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi. Đấy. Đây. Số 4 số này. Mọi chi tiết thắc mắc về giá thành sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua 0983 818 955. Đấy. Máy thì mình sẽ đặt như cân, mình cân trọng lượng cho các bạn. Máy này cũng tương đối là nặng đấy. Đây, máy thì có trọng lượng là 21,5 kg, là máy không nhé, không bao gồm cái gì cả. Không chế, không cần và không cái gì hết. Là 22 kg, gần 22 kg. Hàng nói chung là hàng chuẩn các bạn nhé.